Giữa lúc trái cây đang rẻ thì vải thiều chín sớm vừa xuất hiện ở Hà Nội đã có giá bán từ 60 đến 100 nghìn đồng một kg, gấp đôi so với năm ngoái nhưng vẫn hấp dẫn khách mua. Mấy ngày nay thì một số cửa hàng hoa quả, siêu thị, chợ truyền thống ở Hà Nội bắt đầu bán vải thiều đầu vụ. Đây là loại quả được nhiều người ưa thích trong dịp đầu hè. Với mức giá lên đến 100 nghìn đồng một kg, vải thiều trở thành một trong những loại trái cây nội địa có giá đắt đỏ nhất thị trường hiện nay. Đáng nói là vải đầu mùa ngọt thanh, pha chút chua, chứ không ngọt đậm như chính vụ thu hoạch. Tuy vậy, loại ngon quả to vẫn liên tục cháy hàng. Theo chủ các cửa hàng bán vải thiều, thông thường giá sẽ hạ nhiệt nếu vào chính vụ. Tuy nhiên năm nay chi phí vận chuyển tăng cao, nên có thể giá bán sẽ khó giảm sâu trong suốt mùa quả. Thời điểm này thì vải thiều trên thị trường hầu hết là vải lai, vải u hồng, vải u trứng trồng ở các tỉnh miền Bắc như Hải Dương, Quảng Ninh, Đắk Lắk. Đây là vải chín sớm hơn so với vải chính vụ từ 20 đến 30 ngày. Do mới vào mùa, tương đối hiếm nên giá biến động từng ngày. Khoảng 1 đến 2 tuần nữa vải chín nhiều thì giá sẽ rẻ hơn. Ngoài các chợ dân sinh, siêu thị, trên chợ mạng cũng nhộn nhịp giao bán vải chín sớm với giá mềm hơn, chỉ từ 50 đến 60 nghìn đồng một kg. Nói về giá vải đầu mùa tăng cao, các chủ nhà vườn cho biết là do chi phí vận chuyển và bảo quản tăng mạnh. Ngoài ra, do vải mới vào đầu vụ nên số lượng cung ứng ra thị trường vẫn còn hạn chế.